Hello tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Cái này làm gì vậy? Hello mọi người, sao thế mọi người? Hai anh không có tên. Em chưa hay đâu biết, hay đâu biết chị. Dạ đúng rồi, anh còn thiếu 20k. Help me. Em tháng này tại vì em không đủ thời gian ra cho nên là em làm mất 25k thôi. Tháng này đã làm 60 với 120 nhưng mà không có kịp nên làm 25 thôi ạ. À. Bây giờ còn thiếu tầm 10 mấy 20 đúng rồi, tầm cỡ đấy. Tại vì tháng này em có công việc này không like nhiều. Anh Hùng nó đi đâu mất tiêu rồi chị ạ? À, mọi người đi đâu hết rồi? Ui sao lại đi đâu mất tiêu hết rồi? Cái con này nó không chịu đi kem à? Hello anh chấm, hello thưa mọi người. Hello anh béo, hello thưa mọi người nhé. Hai người hai thế giới hai bên. Nhưng mà số mà này đúng rồi anh. Nó ở Sài Gòn nhiều. Mình đi qua nhau nhưng chưa từng em mới vào thôi. Hello, hello tất cả mọi người, hello tất cả mọi người. Thì vô đây đi em cưới. Vô đây đi em cưới. Hát cuộc sống đường đi. Em chưa nè. Like tới sáng luôn, chưa đủ dùng bộ nên phải like thôi. Hello tất cả mọi người. Không ạ, tên heo. Room em là phát minh cho em có rồi. Đang làm nhiệm vụ không, đang làm nhiệm vụ không không thể nào, đang làm nhiệm vụ không thể nào gọi điện thoại được. Tình yêu. Mọi người ơi, mọi người giúp heo làm nhiệm vụ đi mọi người. Mọi người ơi, giúp với. Help me bây giờ. Thật sự là không có đem theo mic để hát cho mọi người nghe. Mọi người ai có cái gì thì ai có gì tặng nấy nhá. Bây giờ đi kiếm đi cao không thấy nè. Thằng này nó làm cái gì mà nó không đi cao với mình. Hello anh Bùi Đức Thịnh,